Mồ mả và xương cốt, một bài viết của tác giả Tưởng Năng Tiến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe sau đây. Khi đất nước tôi không còn chiến tranh, mẹ già lên núi tìm thương con mình. Trịnh Công Sơn. Vài tháng trước, Thông tấn xã Việt Nam và tất cả báo chí nhà nước đều long trọng đưa tin kỷ niệm 51 năm ngày chiến thắng Khe Sanh, mùng 9 tháng 7 1968. Vào thời điểm này, tôi còn là một thiếu niên ăn chưa no, lo chưa tới, nên không hiểu chi về chiến sự hay thời cuộc. Mãi cho tới bữa rồi, đọc thơ Phùng Cung mới biết được cái giá mà nhiều người dân Việt phải trả cho trận chiến Khe Sanh. Con vừa 16 tuổi đời, nửa đêm vay tuổi lấy người chiến tranh. Đèn con tiến đến cổng đình, quay về hụt bước ngỡ mình chiêm bao. Khe Sanh, dốc miếu là đâu? Vắng con nhớ đến bạc đầu, cô đơn. Máu chiều gội đỏ hoàng hôn, nghĩa trang mồ giả nắm trương không mồ. 25 năm sau, sau khi cuộc chiến Nam Bắc đã tàn, vẫn còn hơn 300.000 nắm trương không mồ của những người lính miền Bắc Việt Nam rải rác trên đất nước này. Tác giả bài báo thượng dẫn cũng trích lời của ông Trần Bạch Đằng, người đã từ trần vào năm 2007 và được truy tặng danh hiệu là kẻ sĩ Nam Bộ bằng một tác phẩm cùng tên. Về sự kiện này, phải cân nhắc sự tốn phí trong việc tìm kiếm những người lính mất tích với nhu cầu chăm sóc cho những kẻ còn sống sau cuộc chiến. Có ích gì để đào bới những xương cốt lên nếu chúng tôi không thể xác định được họ là ai? Thái độ vô tâm, vô cảm hay vô ơn của kẻ sĩ Trần Bạch Đằng nói riêng và của chính phủ Việt Nam hiện hành nói chung đã tạo điều kiện lý tưởng để xứ sở này phát sinh ra những nhà ngoại cảm. Họ nhận được sự đồng cảm của tất cả mọi người, nên cả nước cùng bước vào một thời kỳ lên đồng không ngắn. Ngày 7 tháng 11 năm 2011, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội, đã ký quyết định tặng bằng khen cho 38 nhà ngoại cảm, có nhiều người góp trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Ngày 4 tháng 11 năm 2013, tại trụ sở Bộ Quốc phòng đã diễn ra hội nghị Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Ngày 30 tháng 9 năm 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định 1237 phê duyệt đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay cho đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Sự nghiệp chính trị của ông Dũng tiếc thay không kéo dài được đến năm 2020. Số phận của cái quyết định 1237 cũng thế. Báo Tuổi Trẻ số ra ngày 16 tháng 10 năm 2015 buồn bã loan tin. Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục phỏng vấn các bị cáo trong đường dây lừa đảo tìm hài cốt liệt sĩ do Nguyễn Văn Thúy, tức cậu Thủy, cầm đầu. Sau khi nghị án, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã công bố cậu Thủy, Nguyễn Văn Thúy phải chấp hành hình phạt tù chung thân cho hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xâm phạm mồ mả hài cốt. Mẫn Thị Duyên, vợ Thúy, 25 năm tù. Mẫn Đức Phương, em vợ Thúy, 18 năm tù. Nguyễn Anh Kiều, 5 năm tù. Nguyễn Trường Sơn, 15 năm tù, cùng với hai tội lừa đảo và xâm phạm mồ mả hài cốt. Nguyễn Văn Hoành, 23 năm tù về ba tội lừa đảo, xâm phạm mồ mả hài cốt và trộm cắp tài sản. Rõ ràng là cả nước đều nhập đồng tập thể, kể cả những giới chức lãnh đạo cao cấp nhất. Nhưng đến khi đồng óp thì chỉ có những nhà ngoại cảm bị bỏ tù mà thôi. Với những tội danh rất nặng nề, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xâm phạm mồ mả hài cốt và trộm cắp tài sản, nói cho khách quan thì họ cũng chả có xâm phạm hay trộm cắp gì ráo trọi, mà chỉ có tội là dùng xương trúc vật giả làm hài cốt liệt sĩ để kiếm chút đỉnh tiền tài mà thôi. Thôi thế cũng xong, chuyện xương cốt giả đến đây coi như là chấm hết. Kế tiếp là chuyện mồ mả giả. Báo Tuổi Trẻ số ra ngày 3 tháng 12 năm 2019 ái ngại loan tin tỉnh Bắc Cạn họp gấp về vụ 13 mộ liệt sĩ không có hài cốt. Blogger Trần Văn cho biết thêm nhiều tình tiết. Phải mất 51 năm sau khi 13 thanh niên trung phong của C-933-N92 Thanh Vận tử nạn tại đập Yên Minh, tọa lạc tại xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn. Thân nhân của họ mới được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Cạn mời đến để thử DNA nhằm xác định danh tính cho từng bộ hài cốt. Đáng nói hơn là khi khai quật, không ngôi mộ nào trong số này có hài cốt.
Lòng mộ chỉ có những túi ni lông đựng đất và đá. Trước sự kiện vừa kể, Lợi Phan và nhiều thân hữu cũng buộc miệng than, chúng ăn cả hải cốt. Thì Kim Vàng, Mark Man nhấn mạnh, sự phẫn nộ khi liệt sĩ cũng bị làm thịt và ăn không chừa cả xương. Độc Phạm nhận định, tạo lập mộ giả vốn là một kiểu kiếm tiền và gian trá, thì đã là chuyện thường ngày của cán bộ. Tương tự trên Facebook của Dương Sông Lam, sự kiện 13 mộ liệt sĩ chỉ chôn đất và đá, làm dậy lên những tiếng nguyền rủa, chỉ có trúc vật mới hành xử như thế. Một số người không đồng tình theo họ, hành xử như thế còn tệ hơn cả cầm thú. Quốc Việt Hoàng nhắc rằng, ăn cả xương liệt sĩ không phải là chuyện lạ, mới xảy ra lần đầu. Ở Quảng Trị đã từng xảy ra chuyện dùng xương trâu, xương bò để làm giả hài cốt liệt sĩ để kiếm tiền. Tôi e rằng những vị thức giả vừa nêu đều đã bốc xúc hơi quá mức cần thiết. Trong một quốc gia mà độc lập, tự do, hạnh phúc cũng toàn là của giả, thì những nấm xương không mồ hay những nấm mồ không xương, thiết nghĩ, chả đáng chi để bà ầm ĩ cả, chuyện nhỏ thôi mà. Thay mặt anh chị em dân làm báo, thành thật cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại.